Và giờ bạn cung mình cũng sẽ đo cái vòng cung rất là đều đặn nha các bạn. Thì bạn cung mình sẽ dán sườn nha các bạn. Dán phải thật là chặt nha các bạn. So với cái sườn thẳng thì cái sườn cong này phải thật là chặt. Ngày mai thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách siêu to siêu khổng lồ các bạn, đó chính là con diều dài khoảng 1 mét vuông. 1 mét vuông luôn các bạn. Và hôm nay là mình tính làm đó các bạn, đang ngẫu hứng tính làm nhưng mà giờ trời tối các bạn, cho nên mình sẽ dời lại ngày sáng mai để mình có thời gian rộng hơn để mình làm, thì chiều mình sẽ đi thả. Anh kêu mình giờ sẽ đi chặt tre nha các bạn. Cái này là cái trúc cây tre nè. Đó, đây là những cây tre các bạn. Dẫn cô mình chặt nó nha. Cô mình sẽ chọn những cái tre nào mà nó vừa đủ tầm, thiệt là già để mình chuốt ra cái sườn cho thật là chắc chắn nha các bạn. Đã hạ được cái tre rồi. Rồi bây giờ anh cô mình sẽ đi vào nhà để tuốt cái cọng tre này làm cái vòng cung cho thật là chắc chắn. Nửa thời gian cô mình đang gọt cái sườn thì giờ anh Đại mình sẽ cắt cái đuôi nha các bạn. Để tiết kiệm chi phí thì anh Đại mình sẽ cắt luôn cái phần còn lại của 1 mét hồi nãy mình làm con diều để mình làm cái phần đuôi. Tước đại luôn đi, đuôi mà. Hay quá các bạn ơi. Vậy bây giờ anh Đại mình sẽ cắt cái đuôi đầu tiên nha các bạn. Để làm cho con diều siêu to dài khoảng 1 mét. Quay. Mình sẽ là hỗ trợ dịnh cái phần này cho cái đuôi con diều nó đều. Và mình nghĩ chắc chắn sẽ có sai sót chút đỉnh nha các bạn. Tăng 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 tăng. Mình nhìn cứ tưởng đâu là chị Đẹp sẽ cắt theo chiều dọc, tuy nhiên thì với sự thông minh của mình thì giờ mình mới biết là chị Đẹp cắt theo chiều ngang. Hay chứ, nãy giờ mình quên nghĩ cái cách này ấy. Cuối cùng thì nó cũng sẽ mình cũng sẽ buộc ra ngoài các bạn. Tuy nhiên là hơi nặng thôi. Xong. Quá hay các bạn. Thêm hai đuôi đi. Thêm hai đuôi đi. Thôi, không muốn cắt đâu. Không có đèn không làm ăn, giờ dục luôn rồi. Liền cu không làm ăn gì được hết. Good. Và các bạn, bạn cu mình đã làm xong cái sườn cong rồi nha các bạn. Và cuối cùng thì bạn đẹp của mình cũng đã cắt xong cái đuôi rồi. Rồi bây giờ thì bạn đẹp của mình sẽ gắp những cái phần đuôi lại với nhau để cho cân bằng với con diều này. Và giờ bạn cung mình cũng sẽ đo cái vòng cung rất là đều đặn nha các bạn. Thì bạn cung mình sẽ dán sườn nha các bạn. Dán phải thật là chặt nha các bạn. So với cái sườn thẳng thì cái sườn cong này phải thật là chặt. Và con diều mình đã hoàn thành nha các bạn. Và bây giờ chỉ cần gắp đuôi vô thôi là con diều mình đã hoàn 100%.
nhìn rất là ngầu nữa các bạn ơi. Bây giờ anh cu mình để đảm bảo chắc chắn cho giữa hai cái sườn này cho chắc thì bây giờ anh cu mình sẽ buộc lại nha, để cho sau khi lên thì nó không bị bung ra các bạn. Rồi giờ là phần rất quan trọng các bạn, giờ mình sẽ gắp đuôi nha. Mình sẽ cho cái đuôi hai bên là dài khoảng 3 khúc và đuôi giữa cũng 3 khúc luôn nha các bạn, để cho chắc chắn cái phần đuôi không bị bay giữa chừng sau khi thả lên rồi thì mình sẽ phải làm thật là chặt. Rồi giờ anh của mình sẽ khoét lỗ để làm cái dây diều nha các bạn. Và sau khi khoét lỗ xong thì giờ sẽ buộc hai cọng dây vào. Đồng hồ có thể nối dây để buộc cái cọng dây ở ngoài bên thả nha các bạn. Chỉ còn một mối chỉ nữa là con diều mình đã hoàn thành 100% nha các bạn. Và có thể bắt đầu đi thả được rồi. Thì con diều này rất là to so với kích thước của một con người. Cỡ phân nửa mình nha các bạn. Không biết là sau khi bay lên gió cao quá có thể là nghỉ bay mình đi luôn, thì nếu mà bay thì mình sẽ bỏ luôn diều nha các bạn ơi. Và bây giờ con diều mình đã làm xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái chữ, đó chính là chữ dân miền Tây Vlog. Rồi bây giờ mình sẽ viết lên con diều đầu tiên mình làm nó bự như thế này các bạn. Đầu tiên là mình sẽ viết chữ dân tướng nè. Đó, mình viết xong chữ dân rồi. Miền Tây nha các bạn. Vlog. Ok. Như vậy là Dương Miền Tây Vlog đã xong các bạn. Giờ chỉ còn một cái thôi. Tăng một ca sụp. Mình làm xong nhiều các bạn ơi. Giờ mình đi thả nha. Dương Miền Tây Vlog nha các bạn. Và hiện tại là kênh mình đã được trên 1.000 sub, được bật YouTube kiếm tiền rồi. Giờ anh em mình cả nhà cùng đi nha các bạn ơi. Ok đi, xin tao ủng hộ. Và bây giờ mình đã đến được cái địa điểm thả diều chiều nay của mình rồi nghe các bạn. Hiện tại gió rất là to luôn. Và con diều mình cũng cực kỳ to luôn. Và không biết thì bây giờ bạn cu mình có đủ sức can đảm để thả con diều cao hơn 1 mét lên được hay không. Mình chỉ sợ là sau khi thả lên rồi bạn cu mình sẽ bay theo con diều luôn các bạn. Và lúc đó thì bạn cu mình sẽ tự nhiên sẽ được bay trên không tự do. Và như thế nào thì mời các bạn cùng xem màn trình diễn thả diều của bạn cu và những cái đồng minh của mình. Let's go. Và bây giờ thì bạn Thanh mình sẽ là người hỗ trợ bạn cu mình. Con diều nhìn từ xa rất là to nha các bạn. Và bạn cu mình sẽ ở phía dưới đây để lên con diều. Và cọng dây này là cọng dây lúc trước mà mình thả 10 cuộn dây. Và bây giờ mình sẽ thả con diều này rất là cứng nha các bạn. Giờ mình sẽ lên hướng bạn Thanh nha. Ok thì bây giờ bạn Thanh mình đang chờ đợi con diều này có gió để cho bạn cu mình lên. Và hiện tại gió rất là nhiều để các bạn. Rất đẹp. Ok, chuẩn bị nha. Rồi các bạn ơi, không biết lượm lên được hay không. Thì con diều mình đã bị rơi xuống sông rồi. Còn dây là lượm được à.
Dừng nữa không cô? Rồi giờ mình sẽ xuống hậu trường nha các bạn. Không như mình nghĩ nha các bạn ơi. Đây các bạn. Ôi trời ơi, nhiều của mình mấy bạn ơi. Nó bị nghiêng một bên. Rồi, như vậy là mình đã lượm được con diều. Vậy ta? Xui quá các bạn ơi. Giờ mình thả lại nha. Rồi. Đã không phải nữa à. Rồi giờ mình sẽ cố gắng thả lại diều nha các bạn. Đúng rồi anh cô. Vũ vô khô quá đi. Quá nặng rồi. Và bây giờ bạn cô mình ở phía dưới đang làm cho con diều khô khô lại nha các bạn. Quá nặng rồi các bạn ơi. Thì con diều mình phải khô một xíu nữa thì nó mới có thể lên được. Mặc dù gió rất là nhiều mà nãy xui cái là mới vừa thả lên nó bị rớt Dũng các bạn. Và chị này hôm nay đi rất vui nhưng mà selfie các bạn ơi. Thì ok, thì giờ con diều mình để cho nó khô khô xong thì mình sẽ thả lại con diều này. Bây giờ bạn Thanh mình sẽ đứng ở phía xa thả lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả lại một lần nữa nha các bạn. Rồi lên luôn rồi các bạn ơi. Ê, nguy hiểm nguy hiểm. Và bạn cô mình đang cố gắng giật ở phía dưới các bạn. Bạn diều mình vẫn tiếp tục lên. Nguy hiểm quá. Và vẫn đang bay lên các bạn ơi. Ê, có chân, có chân. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vẫn băng bay lên nha các bạn. Rồi, gặp gió cô ơi, lên luôn cô ơi. Tưởng yếu rồi. Lên luôn đi, lên luôn đi. Lên quá đẹp các bạn ơi. Và bây giờ bạn cô mình đang cố gắng giật dây ở phía bên dưới các bạn. Và lát nữa thôi thì mình sẽ thả lại con diều giấy nha các bạn ơi. Bạn diều mình vẫn đang bay lên và nó đang có dấu hiệu bị nhủi xuống mừng nước như lúc nãy nhưng mà nó đã làm lại các bạn ơi. Wow, nó trẻ đi rất là nhiều hướng các bạn. Và hiện tại tương diều mình đang có được khắc chữ dân miền Tây Velos. Rồi con diều mình đã được dịch chuyển qua mấy bên đây các bạn ơi. Bam. Rồi, như vậy là con diều mình đã một lần nữa bị rơi xuống sông. Và rơi xong vậy là nó thất bại nha các bạn. Chắc cái này ở quá xa các bạn ơi. Không biết có lượm được nữa hay không các bạn ơi. Rồi giờ mình nó đang ở ngoài xa các bạn ơi, giờ bạn cu mình ở bên kia đang chuẩn bị bước qua đây để cố gắng cứu lận diều các bạn. Hiện không biết có được hay không nữa, mình sẽ tiếp cận gần hơn để quay cho các bạn xem nha. Nó mình đây các bạn ơi. Đó các bạn. Rồi mất tiêu luôn rồi. Sao rồi? Còn giật lại được không cô? Hết xui nha bạn, giờ bạn cu mình ở bên kia vẫn đang tiếp tục giật nha. Thì không biết là nó có được hay không. Đúng rồi. Cứ nhắc luôn rồi.
rút được nữa hả? Rút thử đi cho đứt dây thôi. Mặc dù chỉ lên được chút xíu nhưng mà mình cũng thấy rất là vui nha các bạn. Dù gì nó cũng đã lên được rồi các bạn ơi. Bạn cô mình nhặt con diều thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem thả lại con diều giấy hôm bữa mình quay clip nha các bạn. Đây. Đây. Con diều mình đã bị lên rồi. Hên quá các bạn ơi. Rồi bạn cô mình đã nhặt lại được con diều các bạn. Rồi bây giờ cho các bạn ơi. Mình đã quyết hết sức để thả con diều này được bay lên và cuối cùng thì nó đã như thế này đây. Cháy sình nữa. Các bạn gớt xong mạng sình không bạn ơi. Và như vậy là nhiều mình đã hoàn thành thử thách là bay lên. Và kết của mình cũng đang được bay lên nha các bạn. Rất là tiếc con diều này. Và bên dưới đây thì chị Hoang và anh Đại mình đang thả con diều giấy của mình lên. Đây các bạn. Rất là đẹp, bữa diều mình làm đến nay vẫn còn thả được nha các bạn. Xịn ghê á. Xịn không? Xịn. Hai đứa làm gần 3 tiếng đồng hồ mà xịn. Và anh Đại dưới vẫn đang giật chỉ để cho con diều mình bay lên nha các bạn. Con diều nó cứ lằng lằng. Đã kia đi, để từ từ lại thằng này đi, không chịu đi. Đây các bạn, con diều nhìn rất là đẹp, đuôi rất là dài. Và con diều đang có dấu hiệu bị rơi xuống các bạn ơi. Rồi. Dưỡng cây rồi, như vậy là xong. Rồi xong, tiêu luôn con diều. Tiêu luôn con diều rồi. Anh xả ra chứ đừng có rồi. Anh xả ra. Dưỡng cây luôn rồi các bạn ơi. Xả dây ra để nó tụt xuống, xả ra, xả ra. Rồi con diều nó đã bị dính nó trở luôn nghe các bạn. Và hôm nay mình đã bị và hôm nay mình đã bị căng mất luôn hai con diều. Đã xả rồi, một cứng luôn, chứ có xả đâu. Một con diều siêu to siêu khổng lồ và một con diều giấy ở trên cây. Như vậy là mình đã bị mất hai con diều. Và cái xác con diều còn lại mình ở trên đây nè các bạn đi theo mình nè nha. Còn bạn cô mình đang kéo vô bờ rồi, bây giờ nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Đây là con diều mà mấy đứa mình thả xong được hai phát thì nó đã bị rơi xuống sông và cuối cùng thì nó đã bị như vậy đây các bạn ơi. Đây. Mặc dù mình đã thả xong rồi nhưng mà mình rất tiếc con diều này, mình là bỏ ra rất là nhiều tiếng đồng hồ để mình làm con diều này, tuy nhiên thì nó bị rớt xong rồi. Hôm nay có sự góp mặt của thành viên mới là anh Thanh đẹp trai. Và chưa thả được nhiều gì hết thì đã bị mất luôn hai con diều. Đó cái gì trắng trắng các bạn, các bạn thấy là con diều trắng trắng là nó bị rơi rồi các bạn. Và hai bạn này rất là tiếc con diều cho nên là không nỡ bỏ luôn nha các bạn. Cho nên là sẽ lấy con cây, cái cây này để thu lại cái cọng dây này. Mình thấy là chắc rất khó khả năng để lấy lại được con diều trắng của mình. Rồi được chưa? Chắc không được cô ơi, bỏ luôn đi cô ơi. Đó diều mình đang nằm ở trên đó các bạn. Dạ, ai cũng đang cố gắng để thả con diều này nó bay xuống mà không biết nó bay xuống này không. Rất cố gắng rồi nhưng mà chắc có thể là không được các bạn. Ok thì mình đã thực hiện xong cái thử thách là đưa con diều siêu bự này khoảng 1 mét đưa lên bầu trời. Và cuối cùng thì nó cũng đã lên nữa các bạn. Nhưng mà mặc dù nó không có lên được lâu nhưng mà mình cũng thấy rất là vui. Vì điều đó là đã giúp mình ủng hộ team mình, dù gì nó cũng đã lên được rồi. Nó không có bị gớt hoặc là như thế nào đó. Và mình rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh mình bằng cách là like và đăng ký kênh ủng hộ bên dưới. Ngoài ra thì anh cô mình cũng có một kênh YouTube độc quyền clip hậu trường của mình. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh để giúp mình cô ủng hộ mình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.